Thế là đã 2 năm liền, những người dân làng nghề chế biến hải sản ở thị xã Cửa Lò gặp khó khăn do dịch Covid-19. Hải sản tồn kho, ế ẩm. Những tháng cuối năm, hàng hóa mới bắt đầu lưu thông tốt hơn, thị trường hải sản bắt đầu ấm dần, người dân làng nghề bắt đầu phấn khởi trở lại. Các cơ sở chế biến mắm tép, ruốc hôi đã bắt đầu tất bật với công đoạn đóng gói, tiếp thị và phân phối sản phẩm. Trường chủ yếu là các khách du lịch nội địa đó này, nhưng mà khách du lịch ở miền Bắc về. Nói chung ở đây thì nếu như mà khách du lịch gọi là du lịch mà phát triển á, là 3 tháng cái mùa là thịnh hành nhất. Vào tháng chạp là tháng đấy người ta mua qua để lắm qua tới. Còn du lịch thì gần 4 5 tháng chứ không phải là 3 tháng đâu, 4 5 tháng. Từ tháng 4 cứ đến mãi đến tháng 8. Cá thu nướng Cửa Lò cũng là món được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết. Ngoài việc chuẩn bị cho mâm cỗ thì đây còn là quà biếu được nhiều người tìm mua. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sản phẩm cá thu nướng Cửa Lò được hút chân không, đóng gói bằng hộp giấy đẹp mắt với trọng lượng từ 1kg đến 2kg và thùng 4kg. Tết này dự kiến Cửa Lò sẽ tiêu thụ khoảng 10 tấn cá thu. Thị trường chủ yếu là nội tỉnh và các tỉnh phía Nam. Do đó, thời điểm hiện tại, ngoài huy động thêm nhân công, cơ sở sản xuất của ông Trương Như Hùng, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò đã đầu tư thêm máy móc, thiết bị, mở rộng xưởng để sản xuất. Đồng thời, kho đông của gia đình cũng đã chuẩn bị sẵn lượng cá thu đã được tuyển chọn kỹ lưỡng để phục vụ hàng Tết. Với cái chúng tôi bước vào cái nghề cá thu nướng Cửa Lò này cũng đã hơn 30 năm rồi. Về cái nguồn tiêu thụ của chúng tôi là từ Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, vô đến Gia Lai, Sài Gòn và Đà Nẵng. Thế về cái hàng hóa trước tiên là gia đình chuẩn bị khoảng gần 10 tấn là nguồn hàng. Và cái nguồn tiêu thụ thì đang còn kế cận và để thông tuyên truyền để tăng cường tuyên truyền để trong cái tháng 12 thì người ta mới có đăng ký kết quả. Thì đó là cái tất nhiên của cơ sở. Khi đã có sản phẩm ô cốp 3 sao thì chúng tôi sẽ có cái vươn xa dài và rộng hơn nữa để đạt được kết quả cao nhất trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Được công nhận là sản phẩm đạt 3 sao ô cốp cấp tỉnh năm 2021, làng nghề nước mắm Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò đang khẩn trương hoàn thiện công đoạn cuối cùng để cung ứng nước mắm ra thị trường Tết. Điều đáng ghi nhận là, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài nguyên liệu tươi ngon, người dân làng nghề đã chuyển đổi ủ trượp trong bể xi măng sang các chum sành, công nghệ đóng gói cũng được thay thế bằng dây chuyền hiện đại, chai lọ đựng nước mắm bằng nhựa được thay thế bằng thủy tinh. Để đáp ứng nhu cầu làm quà biếu dịp Tết, các hộ sản xuất đưa ra nhiều mẫu mã như thùng quà tặng 5 lít, 10 lít hay giỏ quà 1 lít, 2 lít, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Ở các hộ khác, người dân cũng đang tất bật phân loại đóng gói hải sản khô như mực, tôm nõn, tép biển để vận chuyển cho các khách xỉ. Theo dự tính của các hộ sản xuất, thì nhu cầu về các mặt hàng nước mắm, ruốc, hải sản cấp đông, hải sản khô sẽ tăng 3-4 lần so với ngày thường. Do đó, vào thời điểm này, người dân vùng biển Cửa Lò đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng để cung ứng ra thị trường, góp phần đem đến hương vị mặn mòi của biển trong mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình.